Hello anh em ơi, thì hôm nay là tình hình là trời nó mưa nha. Thì anh em đi lấy hàng là nó bị dính mưa chút xíu. Đây những cái thùng nhôm sen dĩa made in Thái Lan nha anh em nha. Đây nhôm sen dĩa made in Thái Lan này, anh em nhìn rõ cho mình nha. Thì cái bộ này là hàng hoàn toàn mới luôn, là đầu tiên được giới thiệu ở trên mạng luôn nha anh em nha. Đây bộ nhôm sen dĩa Dreamway made in Thái Lan Honda nha anh em nha. Loại này là cực xịn. Đây thì bộ này giá mình gửi tới cho anh em đó là 300 ngàn một bộ nhá. 300 ngàn một bộ này. Thì bộ này mình sẽ giới thiệu cho chi tiết cho anh em ở trong buổi tối nay. Đến giờ thì mình sẽ lên sơ sơ cho anh em thôi. Tuy nhiên là nhân cái ngày là tuần lễ sale off Black Friday, cho nên là tối nay thì mình sẽ có cái chương trình, một số cái chương trình là gọi là giảm giá cho anh em, sale off cho anh em với cái giá bất ngờ, thì để anh em chúng ta mua được hàng với cái mức giá rẻ nhất nha. Thì nói chung là hàng hóa thì bên mình là cam kết cho anh em cái nào chính hãng, mà nó chính hãng đây, cái này chính hãng này anh em thấy không. Đây nếu mà anh em có để ý thì anh em sẽ thấy cái màu này nó rất là giống cái bộ ron đen. Đấy, em lấy cái bộ ron đen cho anh coi ở trên kệ á, ở bên kệ bên này nè, nó có một cái bộ ron đó, cái bịch có cái miếng giấy bên này. Đúng rồi, đưa cho anh đi. Đây là anh em, thì anh em sẽ nhìn cái bộ này là nó có một cái thiết kế nó giống như cái loại này ha. Thì cái này là hàng Thái Lan nè. Đây anh em thấy không, cái này nó cũng rất là giống nha. Thì bên này nó cũng dạng như vậy đó, Honda Thái Lan nha anh em nha. Anh em thấy không, cái màu nó giống y hệt luôn. Đây made in Thái Lan nha anh em nha. Đây chữ Thái này, Honda này. Đây cái cách đóng tem của bên này cũng rất là giống luôn, anh em nhìn cái chỗ này đóng này. Và đây anh em thấy nó giống không, đóng rất là giống ha. Đó Rai Can Chit này là Rai Chen Kit này là cái dòng nhôm sen dĩa nha anh em nha. Đó bộ nhôm sen dĩa xe máy, thông số của nó là 1436 nha. Đấy 1436 nha anh em nha. Anh em chơi rim là ok luôn, cực kỳ là ok nha. Rim quay thoải mái. Đấy thì bộ này anh em lên xe là cực kỳ là ngon lành, hàng Thái nha anh em nha. Thì tối mình sẽ giới thiệu cho anh em, nhưng mà trước khi mình giới thiệu chi tiết cho nó thì tối nay mình sẽ lên luôn một cái video sell off cho anh em trong cái tuần lễ giảm giá Black Friday nha. Thì anh em nào chúng ta có nhu cầu thể liên hệ với shop mình nha. Bên mình thì hôm nay về rất là nhiều, về gần 100 bộ này cơ. Thì mới bước đầu thôi, thì về để tham khảo coi, nếu mà ok thì mình sẽ về cực nhiều luôn. Số lượng thì không phải nghĩ nha anh em nha. Đó bộ này thì giá nó hơi cao, nhưng mà mình nghĩ là anh em mà chúng ta chơi hàng rim Thái, anh em thích đúng nhiều nhôm xin dĩa xe rim thì có thể liên hệ với Đạt. Tại vì cái loại này anh em là giống như là cái loại mà anh em chúng ta sử dụng ở trong chiếc xe si xuất sửa bên Thái luôn. Thì nó như nào thì cái này nó như vậy. Bình thường thì Đạt đang bán loại DID, tuy nhiên là anh em chúng ta có nhu cầu thì cũng có thể tham khảo loại này, thì tùy anh em lựa chọn thôi. DID thì nó sẽ hơi hướng hiện đại, còn cái loại này thì nó sẽ hơi hướng cổ điển ngày xưa. Anh em nào thích êm cái kiểu ngày xưa thì có thể quan tâm đến bộ này, với lại bộ này nó của Honda Thái Lan thì anh em cũng yên tâm ha, không phải suy nghĩ nhiều, rất là xịn sò luôn. Đấy anh em, bây giờ nó sản xuất ở Bangkok Thái Lan nha, Silom Bangrak Bangkok Thái Lan. Đấy rất là xịn sò ha, màu đỏ cực đẹp luôn. Ok, anh em nào có nhu cầu liên hệ với Đạt nha. Bên Đạt về số lượng, hoặc là anh em nào có nhu lấy sỉ thì liên hệ với mình sớm nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều.